Nhớ một mùa thu, tôi về thủ đô Hà Nội, rồi lất phất mưa bay cùng đồng đội thăm viên ba, nên được phép vào lăng đứng trang nghiêm tôn một con người về đồng Việt Nam một dân tộc anh hùng. Biết tìm bác nơi đâu, trong giây phút trang nghiêm con cúi đầu mặc niệm, để nghe hồn sông núi thiêng liêng kể cho con nghe công lao biển trời của ba. Con nén lòng không khóc nhưng nước mắt cứ trào tuôn ướt mặt từ
rất nhiều ạ.